Xin kính chào các bạn. Hôm qua Tèo đọc được một cái bình luận của một bạn để trong cái kênh của Tèo á. Chắc là anh này lớn tuổi rồi, xin một anh này. Anh ấy nói là mà nhờ Tèo chia sẻ cái cách để mà chúng ta có thể cài được cái micro á, chỉnh được cái micro ở trên cái đàn Yamaha để chúng ta có thể ca hát ở nhà, ghim cho cái đàn mình ca chơi hoặc là mình có thể thu âm gì đó. Thì hôm nay sẵn cái thắc mắc của anh, ở đây Tèo làm cái video này chia sẻ bằng cách chúng ta sẽ chỉnh cái bộ effect trên của cái micro nè. Đây là Tèo đang nói trên cái micro đó các bạn, để chúng ta có thể nói trên cái chỉnh được trên cái đàn này, cái micro mình nó nghe được nó hay và ưng ý các bạn ha. Thì sau đây Tèo sẽ chia sẻ bằng cái cách chi tiết để chúng ta có thể cài chỉnh được cái micro ở trên cái đàn Yamaha. Cụ thể là cái đàn của Tèo là cái S950 nè. Các bạn quan sát nha. Đây là cái nút volume của cái đàn, nút nguồn nè, nút volume nè. Ở đây là cái nút demo. Còn đây ngay phía dưới này, cái nút các bạn thấy nó chớp chớp đỏ đỏ xanh xanh không? Đó, đây cái nút này là cái nút mix setting vocal harmony nè. Đó. Chúng ta sẽ bấm vào cái nút này để nó ra được cái bảng hệ thống và mình chỉnh. Các bạn nhớ cái nút này giùm Tèo nha. Ở cái đàn 950 thì nó nằm ở đây. Còn các cái đàn đời khác thì Tèo cũng không biết, nhưng mà các bạn cứ tìm giùm Tèo cái chữ là mix setting vocal harmony là được các bạn ha, nó có sẽ có chữ đó. Mà thường thường như là cái dòng đàn mà S9 ấy, nó mới có. S7 thì nó không có các bạn. Ví dụ như cây của Tèo là S950 nó sẽ có cái phần micro này. Còn cái S9750 nó sẽ có, S750 nó sẽ không có. Hoặc là cây S970 nó sẽ có. Còn cây S770 nó không có. Các bạn cứ nhớ cho một điều ha, điều đó các bạn ha. Hình như là dòng 9 nó mới có các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào chi tiết cái phần chỉnh bộ effect cho cái micro nè. Rồi các bạn ha, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cụ thể. Chúng ta sẽ chỉnh cái bộ effect cho cái micro. Thì nãy Tèo nói đó, chúng ta phải đầu tiên phải bấm vào cái nút mà mix setting vocal harmony đó. Thì các bạn bấm vào nút đó, nó sẽ ra được cái bảng điều khiển. Bây giờ mình bấm vào nút đó. Đây, sau khi bấm nó ra được cái bảng điều khiển như vậy các bạn ha. Thì các bạn sẽ bấm vào giùm Tèo, đầu tiên các bạn bấm vào cái chữ mà tip select nè, title select vậy nè, tiếng Anh không à. Rồi bấm vào đây. Ở bên hông nó có cái nút các bạn, mình bấm vào đó. Sau khi bấm vào đó nó sẽ ra rất nhiều cái hệ bộ. Đây là mình tạm gọi là cái bộ effect có sẵn của cái đàn Yamaha, của các kỹ sư họ đã chỉnh sẵn cho mình. Hiện tại chúng ta đang sử dụng cái bộ là standard gì nè, đó. Cái tiếng các bạn thấy rõ ràng, nó có reverb cho đúng không? Đó, ở đây nó có rất nhiều bộ có sẵn như vậy. Mình có thể mình nghe, mình canh thử, chỉnh thử. Alo. 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 Đó, các bạn thấy mình chọn qua nhiều bộ khác nhau thì cái bộ effect của nó khác nhau. Cái bộ này các bạn thấy rõ ràng, nó bị khô hơn đúng không? Alo. Alo. Đó, các bạn thấy rõ ràng tiếng nó bị thay đổi liền. Đó, chúng ta chọn những bộ khác để mình nghe thử. Alo, 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 alo. Ồ, hay quá bạn ơi. Alo, alo, alo. Đó, nó đổi tiếng, biến cái tiếng của mình nha các bạn ha. Alo, alo. Alo. Thì nói chung các bạn, ở đây nó có rất nhiều cái bộ effect có sẵn như vậy. Alo, alo. Alo, alo. Alo. Có rất nhiều bộ các bạn ha. Alo. Alo, 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 alo. Nghe mắc cười quá bạn ơi, đó, nó có, bộ effect nó có sẵn như vậy. Alo, 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 quá bát các bạn ha. Alo, 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 alo. Alo, à, cái bộ này nó giả cho mình thành cái giọng của em bé. Alo, 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 alo. À, cái bộ này là bộ robot, giống như tiếng của mấy con robot. Alo, 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 alo. Thì đó các bạn, đó là tổng thể các cái bộ effect có sẵn. Bây giờ chúng ta muốn chỉnh sửa theo ý của mình. Các bạn cứ chọn một bộ nào đó mà các bạn cảm thấy nó ổn. Ở đây tại ví dụ như tao thích cái bộ này standard way gì test gì nè, word test gì nè, tiếng Anh không mà không biết đọc sao luôn. Alo. Thì cái bộ này cây đàn của Tèo có, thì cây đàn của các bạn chắc chắn cũng sẽ có thôi. Tại vì nó là cái bộ mặc định của đàn Yamaha mà các bạn, chắc chắn sẽ có thôi các bạn ha. Rồi, Tèo chọn cái bộ này, sau đó bạn thấy cái chữ edit chỗ này không?
các bạn bấm vào chữ Edit. Nó sẽ hiện ra cái bảng tổng thể. Ở đây các bạn không cần phải chỉnh sửa trên này nữa. Các kỹ sư họ chỉnh đã hay rồi. Các bạn chỉ cần chỉnh dùm tèo. Chú ý dùm tèo của chỗ này. Revert nè. Và cho root nè. Nếu như các bạn muốn chỉnh một bộ để nói chuyện thì các bạn sẽ bớt cái revert lại. Ở đây đang ở 18 nè. Các bạn thấy tiếng nó của tèo nó vang không? Các bạn bớt lại. Nhỏ là thôi. Alo. Alo. Đó, bạn thấy rõ ràng không? Là revert mất tiêu. Giờ nói nè, rõ hơn. Alo. Rồi mình chỉnh cho nó về 5 thôi. Revert nó khoảng 5 thôi. Chỉnh mỗi vậy thôi các bạn nhé. Còn mấy kia giữ nguyên. Đừng có chọc phá lung tung gì nhé. Mắc công phải lên công ty Yamaha chưa? Rồi. Sau khi các bạn chỉnh về 5 xong. Các bạn thấy cái nút sell này không? Đó, bạn bấm chữ sell. Rồi các bạn đặt tên cho nó thôi. Bấm nút sell trong màn hình nè. Nút sell nè. Để bạn đặt tên cho nó thôi. Ví dụ bạn đặt tên là Standard Waiter gì đó. Hay bạn đặt là cái gì? Nói chuyện cũng được. Tức là bộ đó để mình dạy mình nói chuyện. Đó. Tắt đi. Xóa đi. Rồi đặt tên cho nó. Ví dụ như là nói chuyện. Ví dụ vậy thôi các bạn nhé. Các bạn đặt muốn sao đặt quyền của bạn thôi. Đã nói chuyện. Ví dụ như vậy thôi. Rồi. Rồi. Nói chuyện các bạn ha. Rồi mình lưu lại, bấm OK lưu lại. Như vậy là chúng ta đã có được một cái bộ effect để dạy mình nói chuyện. Là mình đang chọn bộ nói chuyện nè. Rồi tiếp tục như vậy, mình trở về cái bộ reset lại. Tức là bạn bấm nút tab, nút tab trên cùng của màn hình, nó có nút tab. Bấm nút tab cho nó qua thanh reset. Rồi mình tiếp tục cái bộ effect hồi nãy là mình để dành mình nói chuyện. Còn bây giờ nếu như mình muốn hát thì chắc chắn chúng ta phải chỉnh cái reverb nó nhiều hơn chút xíu. Các bạn lại tiếp tục chọn cái bộ standard way word test vậy nè. Rồi tiếp tục vào cái chữ edit. Lúc này các bạn chú ý dùm tèo cái reverb để hát. Theo kinh nghiệm của tèo chỉnh nhiều lần trên cái đàn Yamaha này rồi đó, thì các bạn nên chỉnh cho nó độ khoảng 45 đến 50. Các bạn thấy lúc này reverb nhiều không? Ở đây tèo chỉnh cho nó 50 luôn ha. Các bạn thấy nhiều vậy đó. Nhưng mà khi mà có nhạc lớp vô hay khi mà mình hát chung với nhạc đó, thì cái reverb nó tự nhiên nó bị triệt tiêu, làm cho tiếng mình nó chỉ nghe vừa đủ thôi các bạn ha. Rồi như vậy là chúng ta đã chỉnh xong. Nhớ thông số các bạn nha, 50. Nói chung là tùy theo các bạn chỉnh nữa. Một số bạn có thể nghe nhiều hay ít, tùy theo các bạn ha. Ở đây kinh nghiệm của tèo là tèo chỉnh 50 thôi. Rồi không cần phải cho rút chi đâu. Mỗi reverb thôi nó hay sẵn rồi. Sau đó các bạn bấm nút sell. Rồi bấm nút sell tiếp tục. Lúc này mình xóa tên đi. Cái bộ effect như này mình để dành hát thì mình ghi là chỉ hát thôi. Đó, hát. Rồi lưu lại OK. Lúc này trong cái bộ effect của tèo, tèo có hai bộ. Một bộ để hát. Đó, tèo đang sử dụng nó. Các bạn thấy reverb nhiều đúng không? Một bộ để nói chuyện. Rõ ràng khi mình chuyển qua bộ nói chuyện cái là cái micro nó bớt effect liền. Đó, như vậy trong cái bộ, trong cái user của mình, hiện tại mình đã có hai bộ effect để dành mà mình sử dụng. Khi nào hát thì chọn cái bộ hát. Alo, alo. Khi nào nói chuyện thì chọn cái bộ nói chuyện. Alo, alo. Rõ ràng các bạn ha. Như vậy là chúng ta đã cài chỉnh xong được hai cái bộ effect để dành sử dụng trên đàn Yamaha. Nói chung các bạn thấy rất đơn giản thôi, đâu gì cao siêu đâu, chỉnh mỗi cái effect thôi được rồi. Còn nếu các bạn muốn cao siêu nữa thì chúng ta sẽ chỉnh hơi phức tạp hơn chút xíu. Các bạn sẽ chỉnh thêm cái phần harmony. Đây các bạn thấy chữ mà harmony trên này không? Harmony không? Khi mà các bạn hát nó sẽ có tiếng bè đi theo. Bây giờ tao ví dụ nha. Đây các bạn thấy chữ harmony ở ngoài màn hình chính nè. Khi mà các bạn bấm cái chữ mix setting như tao nói đó, mix setting lên nó sẽ màn hình chính ra vậy. Có chữ harmony nè. Nếu mà các bạn để chữ on như vậy đó, tức là khi các bạn hát nó sẽ có tiếng bè đi theo cái giọng hát của mình. Mà đa số bạn ơi, nếu mà mình hát mà bè nguyên bài thì nghe không ổn lắm, không được các bạn ha. Vì vậy chúng ta sẽ tắt, chọn chế độ off thôi. Off. Rồi sau đó các bạn vô cái bộ effect của mình. Rồi chọn bộ effect của mình giống mong muốn hồi nãy. Hát hoặc nói chuyện nè. Sau đó các bạn exit. Rồi bắt đầu các bạn sẽ hát thoải mái thôi.
Như vậy là Tèo vừa chia sẻ bạn cái cách mình can chỉnh chi tiết các cái thông số effect để mình có thể sử dụng micro trên cái đàn Yamaha các bạn ha. Ở đây Tèo có cài hai bộ sẵn này các bạn. Tèo có cài hai bộ effect sẵn này nè. Bộ thứ nhất là gì? Standard Way 2 nè. Cái bộ này Tèo để dành Tèo hát alo. Các bạn thấy nó nhiều không? Nhiều và dễ dàng không? Alo. Còn cái bộ mà Standard Way ở dưới này nè, để dành nói chuyện. Alo, alo. Thì nó cũng giống như hai bộ trên này đó bạn, hai bộ mình cài nãy nè. Nhưng mà Tèo không đặt tên thôi. Tèo để số 2 để nó khác biệt như vậy thôi. Còn các bạn muốn đặt tên, bạn đặt tên giống như Tèo ở trên. Ở đây Tèo không có đặt tên. Tèo để như vậy để Tèo nhớ thôi. Cái bộ số 2, alo, là để dành hát. Còn cái bộ ở dưới này để dành nói chuyện. Alo, alo. Xong các bạn ha. Rồi các bạn thấy rõ ràng chúng ta vừa chỉnh xong cái micro đó bạn. Đó, không có gì cao siêu lắm các bạn ha. Thật ra nó có sẵn như vậy thôi. Mình chỉ chịu khó mình chỉnh một chút xíu là mình sẽ có được bộ ưng ý. Rồi bây giờ mình test lại thử ha. Cái bộ thứ nhất, giờ Tèo vô lại thử nè. Cái bộ thứ nhất, đây là nãy Tèo nói nè. Cái bộ mà standard gì quay tơ vậy đó. Mình để dành, mình nói chuyện. Thì các bạn thấy rõ ràng khi mình nói chuyện nó sẽ không có độ vang nhiều, làm cho cái tiếng mình nó bị loãng các bạn ha. Đó, còn khi mà Tèo muốn hát, Tèo sẽ chọn cái bộ thứ hai nè, Standard Waiter số 2 nè. Các bạn thấy rõ ràng lúc này tiếng của Tèo nói reverb rất là nhiều đúng không? Thì mình nói chuyện thì reverb rất là nhiều. Còn khi các bạn nói chuyện, các bạn sẽ chọn cái bộ Standard Waiter nè. Đấy là chúng ta nói chuyện nó bớt echo đi các bạn ha. Đó, cái cách chúng ta cài chỉnh rất rõ ràng các bạn, không gì cao siêu lắm. Bây giờ mình hát thử một đoạn nè. Đó, đối với bộ effect này, Tèo nói chuyện này các bạn nó dễ, rất dễ nghe đúng không? Bây giờ Tèo sẽ chọn một cái đoạn nhạc nào đó để Tèo hát thử một đoạn các bạn ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn qua cái bộ có reverb nhiều để mình nghe cái cho nó hợp. Đây Tèo có làm một bài nhạc sẵn ở đây. Thử luôn các bạn ha. Rồi, mở nhạc lên, bắt đầu mình chọn cái bộ có reverb nhiều nè. Các bạn thấy reverb nhiều không? Bắt đầu mình mở nhạc, mình hát thử bạn ha. Alo, alo. Alo. Alo, ok bạn ha. Ở ngoài thì reverb rất nhiều, nhưng khi vào có nhạc vào, nghe thì reverb nó ổn lại các bạn. Nếu còn có kiếp sau làm người, em hãy ước đừng sống kiếp đàn bà. Thu qua đông tới, xuân tàn mấy độ, rồi sau nụ cười chỉ còn nỗi xót xa. Các bạn rõ ràng khi anh nói chuyện là rất là nhiều reverb, nhưng mà khi vào hát thì cái bộ reverb đó nó hòa với cái nhạc, làm cho chúng ta vừa đủ nghe và nghe nó hay hơn các bạn ha. Rồi, như vậy thì chúng ta đã vừa can chỉnh xong cái bộ effect cho micro trên cái đàn S950 đó các bạn. Nếu các bạn có cây đàn khác thì cái cách chỉnh nó cũng tương tự vậy thôi các bạn ơi, cũng không khác gì đâu. Cũng vào lấy bộ effect và chỉnh cái thông số cũng giống như vậy thôi. Mong rằng cái bài chia sẻ hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn trong việc tập đàn và chơi nhạc. Nhiều khi mình chơi đàn cũng buồn các bạn. Rồi các bạn có thể ghi micro vào như Tèo nè, ghi micro vào. Rồi sau đó mình chỉnh cái bộ effect giống của Tèo đó. Rồi mình mở lên mình vừa đệm vừa hát chơi, vừa đánh đàn mình vừa hát cho đỡ buồn các bạn ha. Đó cũng là một cách để chúng ta giải trí khi tập đàn các bạn ha. Rồi, nếu như còn điều gì mà khó khăn thắc mắc khi mà can chỉnh á, các bạn cứ để phần bình luận nha. Các bạn cứ bình luận vào đây thì Tèo sẽ đọc được và chia sẻ các bạn. Nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ hôm nay bổ ích á, các bạn nhấn cho Tèo một like với nha. Để bấm đăng ký kênh của Tèo Piano các bạn ơi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.